Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Top Chuyện Hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay kênh Top Chuyện Hay sẽ được gửi tới quý vị tập 55 của bộ truyện tâm lý xã hội Đời làm vợ. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 55 của bộ truyện Đời làm vợ. Trường đua ngựa ở phía tây ngoại ô lớn nhất thành phố C bốn chiếc xe limousine lần lượt dừng xe theo vị trí, cả tốp người bước xuống. Vợ chồng đang cận tư và lương chân chân với con trai và con gái, An An và Nhạc Nhạc, đều 4 tuổi. Vợ chồng Mạc Đông Lăng và mila La Bối Nhi với hai đứa con trai, Mạc Thừa Diệp và Mạc Thừa Hạo, đứa 1 tuổi, đứa 2 tuổi. Vốn dĩ, Mạc Đông Lăng trông chờ bà xã sinh con trai, kết quả vừa sinh ra lại là như vậy, anh không biết phải làm sao vợ chồng quan hạo lê và tiết Gia ni với con gái quan diệc ưu 2 tuổi vợ chồng đỗ chi hàng và cát xuyến cùng với con trai đỗ nhất thần 4 tuổi tất cả gộp lại là 14 người thế trận có chút lớn ông chủ trường đua ngựa tươi cười mời tất cả những vị phật lớn này bước vào trong cũng phân phó những con ngựa tốt nhất cho họ ngay cả những người bạn nhỏ cũng mỗi người một con đương nhiên người để cưỡi của những người bạn nhỏ đều còn nhỏ mà thôi vì tuổi của Mạc Thừa Hạo và Quan Diệt Ưu còn quá nhỏ, căn bản là không ngồi được, cho nên cả hai chỉ có thể chơi đùa với ngựa con tiểu mã. Trên bãi cỏ xanh mượt, người hăng hái nhất là nhạc nhạc, đặc biệt thay đổi một bộ trang phục cưỡi ngựa, tư thế oai hùng hiên ngang cưỡi lên trên lưng con ngựa do Michael, cao khoảng 90 ly, bắt chước kiểu dáng như đang lôi kéo dây cương. Điều kiện trước tiên là phải có người thuần phục ngựa dắt nếu không cô bé cũng không dám Mạc Thừa Diệp nổi tiếng không sợ gì. Trong mấy đứa nhỏ, cậu là lớn tuổi nhất, đã theo ba tới trường đua ngựa từ rất lâu. Vì vậy mà có nhiều kinh nghiệm về thuật cưỡi ngựa, có thể tự cưỡi ngựa chơi đùa khắp nơi. An An thuộc loại thông minh, học cái gì cũng rất nhanh, không bao lâu có thể tự cưỡi ngựa con tiểu mã. Lòng can đảm của Đỗ Nhất Thần không lớn, cho nên trong một lát cũng không hoàn toàn bắt trước được, chỉ có thể để cho người thuần phục ngựa sắt đi, nhưng cũng tràn chế hưng phấn mạc thừa hạo và quan diệt ưu chỉ có thể hoàn toàn để cho mẹ của mình giúp đỡ mới có thể ngồi vững vàng lúc đầu cũng rất sợ hãi nhưng từ từ nhìn thấy các anh và các chị có thể tự mình chơi đùa lòng dũng cảm cũng lớn hơn trong chốc lát tiếng hoan hô liên tục không ngừng mọi người chơi đùa rất vui vẻ ba con rất thích con ngựa tiểu bạch này ba mua về nhà đi được không công chúa nhỏ nhạc nhạc hăng hái nói đằng cận tư không biết làm sao chỉ có thể nhìn bà xã xin giúp đỡ nhạc nhạc con ngựa không phải là thú cưng nó phải ở trong môi trường riêng biệt mới có thể tiếp tục sinh tồn con bắt mang nó về nhà nó không còn đồng bọn không có thức ăn chết đói thì làm sao bây giờ lương chân chân rất kiên nhẫn dạy dỗ con gái nhưng mà con rất thích công chúa nhỏ nũng nịu vểnh môi như thế này được không mẹ sẽ mua nó cho con nhưng nó chỉ có thể được nuôi ở đây mỗi tuần con có thể tới đây chăm sóc nó một chút công chúa nhỏ nhạc nhạc nghiêng đầu suy nghĩ cảm thấy mẹ nói rất có lý liền gật đầu nhìn thấy con gái gật đầu trong lòng lương chân chân thở vào nhẹ nhõm nhạc nhạc là một cô bé thích mọi thứ mới mẻ nhìn thấy cái gì cũng muốn thói xấu này không tốt về nhà phải dạy dỗ tốt mới được nửa tiếng sau nhạc nhạc cảm giác mình học xong liền nói với người thuần phục ngựa chú không cần phải dắt cháu nữa cháu có thể làm được thật sự có thể chứ người thuần phục ngựa vẫn không yên tâm hỏi lại đương nhiên công chúa nhỏ kiêu ngạo hắt cằm ánh mắt liếc nhìn mạc thừa diệp rất không phục cậu ta lại có thể cưỡi ngựa tốt như vậy còn có anh hai không cần người dắt cũng có thể tự mình xoay quanh bọn họ đều có thể làm được đương nhiên cũng không thành vấn đề với cô cho nên bi kịch đã xảy ra không biết cô bé đá vào chỗ nào kết quả khiến con ngựa tiểu mã sợ hãi lao đi nhanh dọa cô bé phải thét chói tai như vậy ngựa con tiểu mã càng sợ càng không có xu thế dừng lại trái tim mọi người đều treo lên cao liền rơi xuống ngay lập tức lúc cao lúc thấp ba ba nhạc nhạc khóc thét lên vừa kêu ba thân hình bé nhỏ lảo đảo ở phía trên giống như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào Lúc ấy chỉ có Mạc Thừa Diệp là ở gần cô bé nhất. Những người khác nước xa không cứu được lửa gần. Ngoại trừ lo lắng xuông, vẫn là lo lắng xuông. May mắn Mạc Thừa Diệp thông minh, cưỡi ngựa theo nhạc nhạc, muốn tìm cơ hội liền cứu nhạc nhạc, để ngừa xảy ra việc đau buồn hơn. Nhưng dù sao, cậu cũng chỉ là đứa bé 7 tuổi, sức lực rất nhỏ, đồng thời cứu cô bé, cả hai cùng rơi xuống. Trái lại, cậu rất dũng cảm che chở nhạc nhạc trong lòng. Nhạc nhạc! Đằng Cận Tư và Lương Chân Chân vội vàng chạy tới, trong lòng vô cùng lo lắng. Mạc Mạc! Mạc Đông Lăng và Mila La Bối Nhi cũng chạy tới, trong lòng cầu nguyện bọn nhỏ bình yên vô sự. Nhạc nhạc kéo cổ họng khóc to, thật ra ngựa con tiểu mã không cao lắm, ngã xuống cũng sẽ không có nguy hiểm gì đặc biệt. Nhưng bởi vì con ngựa chạy nhanh, trình độ nguy hiểm liền gia tăng lên nhiều. Hơn nữa, cô bé mới chỉ 4 tuổi, khó tránh khỏi sợ hãi may mà mạc thừa diệp che chở cô bé vào trong ngực cái chính là bị dọa sợ mà thôi trái lại mạc thừa diệp tình trạng thương tích của cậu nặng hơn một chút ngã gãy xương tay mẹ nhạc nhạc vừa nhìn thấy mẹ liền bổ nhào vào trong lòng mẹ khóc thương tâm con gái ngoan nói cho mẹ biết ngã đau chỗ nào chúng ta đi bệnh viện được không lương trên chân đau lòng vỗ sau lưng của con gái kiểm tra tỉ mỉ rồi cả người con bé phát hiện chỉ bị chảy ra một chút mà thôi mạc mạc con bị gãy tay hả mạc đông lăng bế con trai lên phát hiện tư thế tay phải của cậu có chút kỳ lạ không thể không hỏi giống như là tay bị chặt đứt vậy trên trán mạc thừa diệp mồ hôi lạnh toát ra chảy ròng ròng mệt mỏi trả lời nghe cậu bé nói như vậy hai mắt nhạc nhạc đẫm lệ nhìn lại phía cậu miệng mỏng trong lòng cảm xúc thực phức tạp thật ra cô bé cũng không thích anh mặc mạc chút nào ai bảo cậu ta thường hay bắt nạt mình nhưng mà cậu ta lại có thể vì cứu mình mà gãy xương như vậy để mình xem thử quan hạo lê vội vàng đi tới anh là bác sĩ chuyên nghiệp nhìn thoáng qua liền biết đại khái mức độ gãy xương cánh tay thấp trước tiên cần tìm một tấm ván để cố định đơn giản sau đó đưa tới bệnh viện sau khi tiến hành làm cấp cứu đơn giản đoàn người liền nhanh chóng lao tới bệnh viện hoàn toàn không có người thích cưỡi ngựa nữa. Chỉ sợ sau này, mọi người sẽ không còn muốn bàn bạc gì tới việc cưỡi ngựa. Sau khi mọi người rời khỏi, ông chủ kia ra sức gian dậy và cổ mắng người thuần phục ngựa một trận. Chồng nom ra làm sao vậy, lại có thể để xảy ra việc này, tương đương với tổn thất vài người khách lớn. Trong bệnh viện, thương thế của Mạc Thừa Diệp đã không còn đáng ngại, cánh tay đã được bó bột, nằm im lặng ở trên giường bệnh. Đều trở về thôi, Bác sĩ nói sau 7 ngày là có thể tháo bột, đứa nhỏ sớm bình phục, không có việc gì. Giọng điệu Mạc Đông Lăng thoải mái, chỉ cần con trai không sao là tốt rồi. Mật mật ôm con trai thở phào nhẹ nhõm, tình huống lúc nãy thực sự là quá nguy hiểm. May mà ngựa của Mạc Mạc và Nhạc Nhạc là ngựa nhỏ, cách mặt đất rất gần, nếu không sẽ hỏng bét. "Mẹ, con muốn ở trong bệnh viện với anh Mạc Mạc." Âm thanh Nhạc Nhạc đè nén nói, ở trong lòng cô bé anh mặc mặc cứu mình con bé phải cảm ơn người ta lương chân chân nhìn thoáng qua con gái được con gái thật biết điều bởi vì nhạc nhạc khăng khăng cho mình là đúng lương chân chân nhất định giữ lại những người khác đều đi về trước trong phòng bệnh có quá nhiều người cũng không tốt sẽ làm ra cảm giác bí bức bé nhạc nhạc ở trong lòng mẹ cũng không nói chỉ lặng lặng nhìn ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ vòng đá nơi cánh tay mím miệng không biết là đang suy nghĩ cái gì nhạc nhạc còn không cảm ơn anh mạc đi con lương chân chân ở bên cạnh bé thì thầm tiểu công chúa không lên tiếng nhưng lại xoay thân mình từ nhỏ đến lớn cô đều được nuông chiều nên bản tính kiêu ngạo như công chúa hai chữ cảm ơn này thật khó để mở miệng nhất là đối với người trước kia rất đáng ghét ây da, thật là khó khăn nha chân chân mạc mạc là con trai bảo vệ cho em gái là việc nên làm. Mật mật nói. Theo lý mà nói, cô phải gọi Lương chân chân là chị dâu, nhưng bởi vì lúc trước hai người chưa hòa thuận, mà cô còn nhiều tuổi hơn Lương chân chân, cho nên trực tiếp gọi bằng tên. Đúng thật là hôm nay nhạc nhạc cũng đã bị một fan khiếp hãi, cũng nên về sớm đi. Mạc Đông Lăng nói. Mình không sao. Mạc Thừa Diệp nằm trên giường bệnh cao giọng nói, rất có khí thế nam tử hán, cậu cũng không biết vì sao lúc đó lại dám liều lĩnh đi cứu nhạc nhạc. Đó hoàn toàn là một hành vi vô thức. Tuy rằng trước đây hai đứa cũng không có cùng chơi đùa nhiều, nhưng nói như thế nào thì cậu vẫn là anh trai, không thể so đo với em gái của mình. Nhạc nhạc, nói tạm biệt chú thím tư và anh Mạc, ngày mai chúng ta lại đến, được không? Lương chân chân dịu dàng dỗ bé. Vâng, chú tư, thím tư, anh Mạc, tạm biệt hai tay của nhạc nhạc ôm vòng lấy cánh tay của mẹ, lời nói non nớt đáng yêu. Mặc thừa hạo hai tuổi đã sớm ngủ ngon vì phò trong khỉu tay của mẹ, không cần biết thế sự. Nhưng trái lại, an an vẫn ngồi im lặng một bên, ai cũng mò mẫm không biết cậu đang suy nghĩ điều gì. Có đôi khi đằng cận tư cảm thấy con trai so với anh càng hậu sinh khả úy, giống như một ông cụ non. Từ sau khi xảy ra việc ngã ngựa, nhạc nhạc liền từ bỏ tất cả yêu thích đối với việc cưỡi ngựa hơn nữa nếu có ai nhắc đến chuyện đã xảy ra trên lưng ngựa ngày đó cô bé tuyệt đối sẽ nổi nóng với người đó đối với cô bé mà nói thì đó chính là chuyện tồi tệ nhắc lại chuyện tồi tệ đã xảy ra thật quá mất mặt mạc thừa diệp nằm ở bệnh viện mỗi một ngày qua đi nhạc nhạc cơ bản đều đến thăm cậu mặc dù hai đứa không nói với nhau lời nào nhưng rõ ràng quan hệ đã được cải thiện không giống như trước kia đều đối chọi nhau gay gắt luôn thấy khó chịu với đối phương. vì thế cha mẹ hai nhà cũng cảm thấy vui mừng. trong cái xấu có cái tốt, đều không có gì là tuyệt đối cả. buổi tối ngày nào đó, sau khi An An và Nhạc Nhạc đã vui vẻ đi vào giấc ngủ, vợ chồng đang cận tư mới đi về phòng mình chuẩn bị rửa mặt đi ngủ. vốn cho rằng con mình đã lớn, liền hoàn toàn thoải mái. ai biết căn bản là không phải sự việc như thế. An An thì không cần lo gì, nhưng Nhạc Nhạc lại có chút bướng bỉnh mỗi buổi tối đều muốn ba hoặc mẹ ngủ cùng để kể chuyện xưa, nếu không thì sẽ ẩm ý, không chịu đi ngủ. Hai vợ chồng đều không có biện pháp gì, đây đều là do bọn họ nuông chiều quá mức, còn trách được ai. Thật vất vả mới dỗ được con gái ngủ, lương chân chân một mình nằm xuống liền ngủ ngay, nha đầu nhỏ càng ngày càng tinh quái, chuyện xưa cũng không thỏa mãn được cô bé. Chồng à, ngày mai đổi cho anh đi kể chuyện xưa cho nhạc nhạc, em mở miệng được một lúc đã thấy khô khan nha đầu thối vẫn linh lợi nhìn em khiến cho em chẳng thể tiêu hóa nổi lương chân chân nằm ở trên giường cảm thán nói đằng cận tư thực biết điều đi đến bóp bả vai cho cô nếu không lần sau cho an an kể chuyện xưa cho con bé đi anh cảm thấy an an rất có dáng vẻ chị được con bé không được mặc dù an an là anh của nhạc nhạc nhưng cũng chỉ hơn có mười mấy phút đồng hồ hơn nữa mỗi ngày lại còn phải chú tâm vào làm bài tập nào có sức lực đâu nữa. Việc này cũng đều xuất phát từ anh. Tại anh nuông chiều thành ra như thế. Lương chân chân lào bỏ. Vợ à, là em nói con gái phải được nuôi dưỡng sung sướng. Nuôi dưỡng sung sướng và nuông chiều thì có quan hệ gì. Dù sao, nguyên nhân vẫn là tại anh. Vẻ mặt đằng cận tư đầy vạch đen. Nhạc nhạc đâu phải chỉ do mình. Tính cách giống người phụ nữ trước mắt như đúc. Thế mà cô lại không biết xấu hổ hoàn toàn đổ lỗi do mình nuông chiều. Đúng rồi, anh cảm thấy nhạc nhạc và mạc ngoạc quan hệ với nhau cũng có điểm không bình thường nha. Anh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, liền nói lảng sang chuyện khác. Có gì bất thường đâu, em cảm thấy rất tốt mà. Lương chân chân buồn bực hỏi. Trước đây, bọn trẻ gặp nhau thì liền cãi lộ đầm ý, hiện tại gặp nhau thì thay đổi hẳn, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Đằng cận tư hoài nghi hỏi. Hiện tại, Mạc Mạc là người có ơn cứu mạng nhạc nhạc. Đương nhiên, trong lòng nhạc nhạc rất biết ơn cậu ấy. Đương nhiên, cách cư xử không thể giống trước kia. Chuyện bé xé xa to. Lương Trần Trần giận dữ. Vợ à, không phải Mạc Mạc thích nhạc nhạc nhà chúng ta rồi chứ? Trời, chồng ơi, trong đầu anh nghĩ cái gì thế hả? Mạc Mạc mới có 7 tuổi, nhạc nhạc nhà chúng ta cũng mới chỉ 4 tuổi, vẫn còn là lũ trẻ mới bóc trứng. Anh không thể không đề phòng được. Đằng cận tư nghiêm giọng nói, lương trần trần không biết phải làm sao, bèn liếc anh một cái rồi quay mặt đưa lưng về phía anh. em ngủ, có thể tha cho cô không? đằng cận tư vội vàng đụng đến một bên người của cô, ôm hông của cô rồi dán vào lỗ tai cô thầm thì. vợ à, chúng ta lâu rồi không. cút ra xa, mệt chết đi được. lương trần trần đẩy anh. sáng sớm hôm sau. Cô công chúa nhỏ nhạc nhạc gõ cửa phòng ba mẹ ở Mỹ với vẻ rất háo hức. Đường chân chân đêm qua bị làm đi làm lại nhiều lần, ngay cả mí mắt cũng không còn sức mở ra, lời nói cũng nhỏ nhẹ yếu ớt. Nhanh mang nhạc nhạc đi đi. Đằng cận tư đau lòng thay cho vợ, nhận lệnh đứng lên mà quần áo tử tế, một mình mở cửa đi ra. Ba à, mẹ đâu, con muốn tìm mẹ. Nhạc nhạc nhìn vào bên trong tìm kiếm, rồi đồng ý để ba bế xuống lầu nhạc nhạc ngoan mẹ ốm rồi cần phải nghỉ ngơi thật tốt chúng ta đừng làm phiền mẹ được không đằng cận tư chỉ có thể nói dối con gái nhỏ mẹ ốm à con nặng không ạ à? con muốn đi vào thăm mẹ nhạc nhạc lắc lắc người muốn tuột xuống dưới đằng cận tư chỉ có thể ôm cô bé thật chặt mẹ con cần một mình yên tĩnh nghỉ ngơi nhạc nhạc nghe lời được không nhưng là nhạc nhạc cắn ngón tay không cam lòng lẩm bẩm con ngoan chỉ cần con không làm ồn mẹ đến giữa trưa là mẹ có thể xuống lầu chơi cùng con thật sao nhạc nhạc chớp chớp đôi mắt đen to tròn như quả nho an an bên cạnh nghe được ba cùng em gái nói rất đúng liền nảy sinh nghi ngờ lớn trong đầu cân nhắc muốn đi thư phòng để lật tẩy những điều giáo huấn đó đến giữa trưa quả nhiên lương chân chân nét mặt tỏa sáng đi từ trên lầu xuống sắc mặt hồng nhuận nhìn không giống như bị bệnh Nhạc nhạc kỳ quái ngồi vào lòng mẹ Ôm cánh tay của cô làm đũng Mẹ, bệnh của mẹ đã tốt hơn sao? Ừ, tốt lắm Lương chân chân cười gật đầu Trong lòng lại thấy xấu hổ Nói dối một đứa nhỏ Thực sự là không đành lòng Nhưng lại không thể nói thật Mẹ, buổi chiều con muốn đến công ty của ba để chơi Được không ạ? À? Nhạc nhạc chớp chớp đôi mắt to của mình Đầy đủ sự đáng yêu Ba con còn bận việc làm sao có thời gian chơi cùng con lương chân chân cảm thấy bất đắc dĩ với đề nghị của con gái không thì thôi con sẽ tự đi nhạc nhạc rõ ràng chơi trò vô lại lương chân chân bị con gái cuốn lấy hoàn toàn không có biện pháp từ chối chỉ có thể đáp ứng cho con đi theo cũng được nhưng con phải hứa với mẹ là ngoan ngoãn nghe lời không được làm phiền ba nhạc nhạc liên tục gật đầu đôi mắt to lấp lánh ánh sáng vì đạt được mục đích đang chơi điện tử An An thở dài Mẹ thực sự là quá dễ nói chuyện An An Con cũng đi cùng mẹ đi Lương chân chân quay đầu nói với con trai Tên nhóc này lúc nào cũng có biện pháp Đối phó với nhạc nhạc Mang theo nó có vẻ yên tâm hơn Con không An An định nói không đi Nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt của mẹ Liền tự giác gật đầu Con trai ngoan Lương chân chân cười tủm tỉm, sờ sờ đầu con trai. Mẹ, đầu của bé trai không thể tùy tiện sơ loạn. Tiếng nói dầu dĩ của An An. Mẹ cứ sờ. Lương Trần Trần cố ý xoa vài cái ở đỉnh đầu của con trai, sau đó hung hăng hôn một cái lên hai má non mềm của cậu nhóc, cười đến vô cùng sán lạn. An An chỉ có thể tỏ vẻ bất đắc dĩ đối với hành vi trẻ con này của mẹ. Thừa dịp thời điểm cô không chú ý, lau nước dãi trên mặt. Buổi chiều, lương chân chân mang theo con trai cùng con gái vội vàng đi tới tòa cao ốc của tập đoàn đế hào nhân viên quầy lễ thân rất nhiệt tình dẫn bọn họ đi đến trước cửa thang máy đây chính là gia đình của tổng giám đốc tự nhiên không thể chậm trễ ngay tại lúc cửa thang máy mở ra lương chân chân chợt nghe thấy một giọng nữ quen thuộc không khỏi quay đầu qua nhìn tuyết nghiên cô giật mình mở miệng nhoáng một cái mà đã bốn năm không thấy Cô ấy lớn lên so với trước kia càng thêm nhiệt tình, xinh đẹp, quyến rũ. Chị Lương Kiều Tuyết Nghiên khẽ cười bây giờ chững chạc lên rất nhiều không giống như trước kia, động một chút là ẩm ý. An an và nhạc nhạc tò mò nhìn Kiều Tuyết Nghiên thầm nghĩ. Dì xinh đẹp này là ai nhỉ? Làm sao có thể đến công ty của ba? Hơn nữa mẹ còn nhận ra gì ấy? Chị biết em sẽ trở về chỉ là không nghĩ nhanh như vậy mà đã qua 4 năm dừng một chút cô nói tiếp thật vui khi được gặp lại em giọng nói của lương chân 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 thành mà hữu hảo giống như là nhìn thấy một người bạn lâu năm không gặp ân cần thăm hỏi một cách thản nhiên tình nghĩa lúc ấy mẹ vừa mới qua đời không lâu em sợ thức cảnh sinh tình liền xin giáo sư quay về thụy sĩ sau lại phải tới đại học cambridge năm ngoái thì tốt nghiệp vừa về nước đã nhận được lời mời từ cơ quan ngoại giao Kiều Tuyết Nghiên đơn giản thuật lại cuộc sống bốn năm qua. Quan chức ngoại giao, xem ra em biết khá nhiều thứ tiếng." Lương Chân Chân cười cười, "Cũng không nhiều, khoảng 7 thứ tiếng." Trên mặt Kiều Tuyết Nghiên hiện lên một chút hiển nhiên, cô sống ở Thụy Sĩ từ nhỏ, vốn đã thông thạo bốn loại ngôn ngữ: Đức, Pháp, Ý và Trung Quốc. Sau lại ở đại học học thêm tiếng Anh và tiếng Nga, học tiếng Nhật chỉ là phụ, tổng cộng là 7 thứ tiếng. Điều này cũng là vì muốn ước mơ trở thành quan chức ngoại giao của cô ngày càng gần hơn. Bảy loại ngôn ngữ sao ạ? An An đột nhiên lên tiếng hỏi. Ừ, kiểu tuyết nghiên gật đầu. An An mím môi không thèm nhắc lại, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Cuối cùng thì dì xinh đẹp này là ai? Dì ấy nhìn cũng không lớn tuổi lắm, lại có thể biết bảy loại ngôn ngữ. Trong lòng khó tránh khỏi có chút bị kích thích, bản thân càng thêm quyết tâm chăm chỉ học tập. An an, nhạc nhạc, mau gọi gì út. Lương chân chân trần trừ một giây, liền tìm được từ thích hợp để xưng hô. Nếu không thể gọi bác, thì kêu là dì út vậy. Dì út khỏe. An an và nhạc nhạc cùng mở miệng, thanh âm mềm mại, đáng yêu. Trong lòng Kiều Thuyết Nghiên thấy âm áp, có một loại cảm giác nói không nên lời. Cô chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng chị Lương có thể coi mình là người nhà, ngay cả nửa điểm quan hệ huyết thống đều không có. Cô chỉ là con gái nuôi, nhưng hiện tại chị ấy lại bảo con của chị ấy gọi chính mình là dì út mà không phải là dì. Trong lòng nhất thời lướt qua một cảm giác khác thường. Hai bé thật đáng yêu. Kiều Tuyết Nghiên sờ sờ khuôn mặt của Nhạc Nhạc, trong mắt lại ý cười dịu dàng. "Dì, dì là thiên tài sao?" Nhạc Nhạc ngẩng cái đầu nhỏ lên hỏi. "Không phải đâu, trên đời này nào có nhiều thiên tài như vậy." đa phần mọi người đều phải tự mình chăm chỉ, cố gắng tranh thủ. Nhạc nhạc, cái hiểu cái không gật gật đầu, đôi mắt to đen lúng liếng chớp chớp, cực kỳ đáng yêu. Vậy, dì có thể dạy cho con không? Nhạc nhạc, dì út còn phải làm việc. Lương chân chân vội vàng dạy dỗ con gái, cũng không thể tùy tiện mời kiều tuyết nghiên về nhà được, ít nhất thì cũng phải thương lượng tốt với ông xã, dù sao, quan hệ cũng thực phức tạp. Kiều tuyết nghiên mỉm cười, cô đương nhiên hiểu được lý do trong đó. Đừng nói anh Đằng mà ngay cả chính cô cũng không có chuẩn bị tốt tâm lý để đi đến nhà của chị Lương. Có một số việc, tuy rằng đã qua rất nhiều năm, nhưng giống nhau là trong lòng đều không thể quên. Muốn hoàn toàn buông bỏ, vẫn là cần cả một quá trình. An An, nhạc nhạc, để Di Lâm mang các con đến văn phòng của ba được không? Mẹ muốn cùng gì đi nói chuyện một chút. Lương chân chân ngồi xổm trước mặt hai đứa nhỏ, trưng cầu ý kiến của các con lần này nhạc nhạc không có giận dỗi ngoan ngoãn gật đầu tùy ý để anh trai dắt vào thang máy quơ quơ bàn tay nhỏ bé mẹ phải nhanh lên rồi tới tìm chúng con nhé ừ phải nghe lời anh trai biết không phu nhân yên tâm đi tôi nhất định sẽ đưa cậu chủ và cô chủ an toàn đến văn phòng của tổng giám đốc lâm tiểu thư nhiệt tình đảm bảo an ăn, ăn phải chăm sóc tốt em gái nhé lương chân chân dặn dò con trai nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của bọn chúng biến mất được trước mắt, rồi mới xoay người cùng Kiều Tuyết Nghiên đi ra khỏi tòa cao ốc của tập đoàn Đế Hào Tư, đi sang một quán cà phê ở ngay bên cạnh. Lương Chân Chân và Kiều Tuyết Nghiên tìm một vị trí gần cửa sổ, hai người ngồi đối diện nhau. Lần này trở về sẽ không đi nữa chứ? Kiều Tuyết Nghiên bưng chén cà phê lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Em vẫn chưa biết. Không thể nào. Nam Cung làm sao anh ta có thể để em đi Thật vất vả mới làm em trở lại Anh ta không nghĩ cách giữ em lại sao Lương chân chân không e rè mà nói thẳng Kiều Tuyết Nghiên cúi đầu ho một tiếng Hai gò má hiện lên một mảng đỏ ửng. Bốn năm trước Lúc rời đi Cô đã nghĩ hai người sẽ không bao giờ dính líu đến nhau nữa Không nghĩ tới sau này Lại gặp nhau ở Thụy Sĩ Anh giống như trở nên vô lại hơn Dây dưa không ngớt với cô Dường như quan hệ càng loạn hơn Nam Cung là một người tốt Trước khi gặp em thì có chút phong lưu Nhưng sau khi gặp được em liền hoàn toàn quay đầu Giữ mình trong sạch Đợi em 4 năm Cũng rất không dễ dàng Lương Trần Trần nói giúp Nam Cung Thuần Chị Lương em biết Hôm nay em đến chính là để tìm anh ấy Khóe môi kiểu tuyết nghiên hiện lên ý cười dịu dàng Anh ấy đợi mình 4 năm Chính mình làm sao lại không hiểu ý nghĩa của phần nhân tình này đời người có bao nhiêu cây bốn năm để mà lãng phí thời gian tuổi tác thay đổi Dê lát lướt qua cô nên chủ động theo đuổi hạnh phúc của chính mình lương chân chân mỉm cười nhìn về phía cô cái này thì đúng rồi từ nhỏ em lớn lên ở nước ngoài về mặt suy nghĩ lại càng tiến bộ hơn có một số việc cũng không cần chị nói quá rõ ràng hạnh phúc là không thể ngồi chờ cần phải tự mình đi tranh thủ vâng chị lương cảm ơn chị A à Tư anh ấy cũng biết, dù sao sự việc đều đã qua lâu như vậy, anh ấy sớm hay muộn đều phải để xuống. Em hiểu mà. Kiều Tuyết Nghiên im lặng, nuốt một ngụm cà phê hơi hơi đắng, sau đó là dư vị còn lại trong miệng. Rất nhiều chuyện lúc ấy không hiểu, nhưng hiện tại đã cảnh còn người mất, không cần truy cứu những điều cần thiết, chuyện đã tựa như mây khói, tiêu tan không thấy nữa. ân oán nhiều hơn nữa cũng đi theo con người mà mất đi còn sống thì nên hướng về phía trước, không nhất thiết phải quấn lấy quá khứ đã qua. Như vậy sẽ chỉ làm chính mình càng thêm đau khổ không chịu nổi. Sau đó có khi còn làm ảnh hưởng đến bạn bè xung quanh. Hai người không tán gẫu được bao lâu, Nam Cung Thần liền gọi điện tới. Lương Trần Trần nghe thấy âm thanh vội vàng. Cô che miệng mỉm cười, thản nhiên nhấp một ngụm cà phê. Người nào đó có chút vội vã, chị sẽ không làm bóng đèn đâu. Bye bye cô đứng dậy tính tiền rời đi sắc mặt kiều tuyết nghiên ửng đỏ nhiễm đến bên tai vẫy tay chào tạm biệt với cô ấy đã đến bước này vậy phải dũng cảm tiến tới không chút do so dự sợ hãi rụt rè không phải là phong cách của cô lúc lương chân chân ra ngoài vừa vặn gặp thoáng qua nam cung thần gật đầu chào nhau một cái sau đó mỗi bên hướng về mục đích của mình tin tức kiều tuyết nghiên trở về vẫn là nam cung thần nghe được nhạc nhạc nói chuyện mà biết lúc đó anh đang báo cáo công việc với đảng cận tư trong văn phòng tổng tài sau khi nghe nói cô đến công ty tìm mình thâm tư liền bay lên chín tầng mây trong lòng cảm thấy khó mà kìm nén được đảng cận tư liếc mắt nhìn thẳng người nào đó đang bất an cho cậu nghỉ ngày nữa để giải quyết vấn đề riêng của mình sau đó trở về làm việc thật tốt cảm ơn anh đằng tôi đi trước đây trong giọng nói của nam cung thần khó nén cảm giác hưng phấn gấp rút để xuống văn kiện trong tay vội vàng đến gặp người con gái mình yêu. Bốn năm nay, hai người gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Đối với anh mà nói, thật sự là một khảo nghiệm to lớn mà anh lại là hạng người hoặc là không yêu, một khi yêu rồi liền là người đàn ông quyết một lòng. Vì vậy, chỉ có thể chịu đựng tương tư dày vò tận xương. An An và Nhạc Nhạc đang ở chỗ ấy tỉnh ngộ, thì ra lúc nãy nhìn thấy gì nhỏ đó chính là bạn gái của chúng Nam Cung. Thảo nào lại đến công ty của ba. Khi lưng chân chân về, vừa vặn thấy con trai cầm iPad chơi trò chơi, ngồi dựa trên ghế sofa, con gái thì đang nói líu xíu cái gì đó ở trong lòng ông xã. Nhạc nhạc, không phải là con đã đồng ý với mẹ sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc của ba sao? Mẹ, con không có ảnh hưởng tới công việc của ba, con và ba đang bàn bạc về một việc mà thôi. Nhạc nhạc nói chuyện rất lạ. Bàn bạc việc gì vậy? trên mặt lương chân chân lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía con gái tiểu quỷ tinh danh này mỗi ngày trong đầu con bé không biết nghĩ đến điều tuyệt vời nào nữa ba đã đồng ý với con ngày mai dẫn chúng con đến khu vui chơi trò chơi nhạc nhạc hưng phấn tuyên bố an an tiếp tục chơi trò chơi của mình khó có thể nhìn thấy nét thâm thúy trên khóe miệng còn tưởng rằng việc gì lớn thì ra là đến khu vui chơi cậu cũng không yêu thích không có ý nghĩa chút nào đi khu vui chơi sao ông xã ngày mai anh có thời gian rảnh không lương chân chân quay đầu nhìn ông xã hỏi đằng cận tư vô tội buông tay ở trong nhà con gái chính là cô công chúa nhỏ lời của con bé cũng có đủ lực uy hiếp mẹ ba đã đồng ý với con mọi người là người lớn nói chuyện phải giữ lời nhạc nhạc vội vàng nói chen vào trợn to mắt nhìn trực tiếp chiều tướng bọn họ khiến bọn họ không thể nói gì Lương chân chân hắng giọng một cái, nghiêng người liếc nhìn ông xã. Đều tại anh dạy bảo con gái tốt như vậy. Được, nếu ba đã đồng ý rồi, đương nhiên mẹ cũng đồng ý với con. Cô ngước mắt nhìn con gái. Nhạc nhạc gieo hò vui vẻ, nhảy xuống khỏi người ba, bổ nhào vào trong lòng mẹ, hôn chồng chất lên mặt của mẹ. Với việc này, lương chân chân chỉ có thể mặt mày hớn hở. An An vẫn chuyên chú ngồi ở đó chơi trò chơi như cũ, tâm tư bình tĩnh, không bị ảnh hưởng từ bên ngoài. Sáng sớm ngày hôm sau, nhạc nhạc liền phấn khởi đến không ngủ được. Một lát thì nằm co lại trong lòng mẹ, một lát thì quấy nhiễu ba, cố tình khiến hai người đang ngủ say tỉnh giấc. Mẹ đầu hàng, đừng làm ầm ĩ nữa. Lương chân chân đành cam chịu số phận ngồi dậy, mắt cũng không mở ra nổi, mơ mơ màng màng vào phòng tắm rửa mặt. Bốn dĩ, đảng cận tư chuẩn bị khiến cho khu vui chơi trở nên yên tĩnh hơn, nhưng bà xã lại nói, khu vui chơi là thế giới của trẻ em. Nếu như không có bạn nhỏ khác, an an và nhạc nhạc cũng không thể nào chơi vui được. Đối xử quá khác biệt với chúng sẽ bất lợi với sự phát triển sau này. Anh suy nghĩ, đạo lý như vậy rất đúng. Khu vui chơi lớn như vậy mà đến một người tạp vụ cũng không có, thì chắc chắn đứa con gái tinh danh kỳ lạ kia sẽ hỏi, vì sao? Dường như mỗi lần đi chơi đều là mấy nhà hẹn nhau cùng đi, đội ngũ đổ sộ bao la mẹ tại sao anh mạc mạc còn chưa tới nhạc nhạc tìm ở trong đám người không thấy được bóng người bà ngoại của anh mạc mạc bị bệnh nên tối hôm qua bọn họ lên máy bay về anh rồi à nhạc nhạc gật gật đầu trong lòng tự nhiên có chút thất thần không thể nói rõ là vì sao nhà cát xuyến đỗ nhất thần là bạn chơi tốt nhất của công chúa nhỏ nhạc nhạc hai người nhìn thấy cái gì cũng phải chơi chơi đùa đến mồ hôi ướt đầm đìa trái lại An An phía sau cậu luôn có một cái đuôi theo sau quan diệt ưu. Dường như ưu ưu rất thích An An. Vừa thấy được cậu liền vung vẩy bàn chân nhỏ, liên tục kêu Anh! Anh! An An không biết phải làm sao, nhưng mà đứa trẻ con có nước dãi đang chảy ra là con gái của chú Quan và dì Tiết. Mỗi người bọn họ đều là bạn tốt của ba và mẹ. Dù gì thì gì, mình cũng là con trai, không thể bắt nạt em gái được. Quan Diệp Ưu thích chơi ngựa gỗ xoay tròn, nhất định lôi kéo An An chơi cùng. Một đứa không chịu thì đứa khác căng giọng khóc oa oa, giống như là nước lũ vỡ đê. An An, Ưu Ưu là em nhỏ, con hãy chơi cùng con bé đi. Lương Trần Trần dỗ dành con trai. Được rồi. An An không tình nguyện gật đầu. Quan Diệp Ưu thấy cậu đồng ý rồi, lập tức nín khóc mà cười, ngốc nghích nắm lấy tay cậu. An An chỉ có thể cầm lại tay con bé bởi vì sợ cô bé ngã sấp xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, quan hạo lê ghé sát vào tai của đằng cận tư, nhíu mày nhỏ giọng nói. A tư, không phải là ưu ưu nhà ta vừa ý tên nhóc thối nhà cậu đấy chứ? Mình thấy cũng không phải không có khả năng. Đằng cận tư vốt cầm. Không được, An An nhà cậu rất buồn, con gái ngoan của mình theo nó sẽ chịu thiệt thòi thôi. Quan hạo lê không thấy được đây là con rể tương lai tốt nó là con mình quá thông minh ngược lại có lợi cho ưu ưu nhà cậu ngốc nghếch Đang cận tư hừ hừ cái này gọi là đáng yêu cậu hiểu hay không con gái thì phải như vậy quan hạo lê nóng nảy hai người đang nói thầm cái gì đấy lương chân chân khó hiểu hỏi không có gì hai người chăm miệng một lời tiết giai ni cầm lấy tay bạn tốt đi thôi cứ để cho hai người bọn họ ở đây tiếp tục chít chít meo meo chúng ta qua kia chơi. Bà xã, anh muốn theo em. Quan hạo lê nịnh nọt tiến tới ôm eo bà xã. Đằng cận tư bị hành vi và giọng điệu của anh ta làm cho buồn nôn. Đây cũng quá là... Nói như vậy, lời nói và hành động buồn nôn hết sức. Anh chỉ biết thể hiện ra ngoài như vậy khi ở một mình với bà xã thôi. Ở nơi công cộng, anh vẫn rất thận trọng. Ông xã của Cát Xuyến đỗ chi hàng vì đi công tác ở nơi khác mà không tới được. Cô giống như đứa bé lớn dẫn theo con trai và nhạc nhạc chơi đùa khắp nơi, có thể nghe thấy tiếng hoan hô và cười nói của họ ở khắp nơi. Quan hạo Lê và đằng cận tư không có hứng thú nào với việc chơi đùa, liền ngồi ở bên trong quán trà chờ mọi người. Lương Trân Trân và Tiết Gia Ni dẫn An An và Ưu Ưu chơi đùa. Một đám người chia ra làm ba nhóm, hẹn gặp lại trong quán trà. Đến giờ hẹn, nhóm cắt xuyến vẫn chậm trễ chưa tới, gọi điện thoại không ai nghe mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng hoàn toàn không yên. Không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Nếu không, chúng ta phân công nhau đi tìm. Đằng cận thư đề nghị. Được, trước tiên đừng hoảng hốt, có thể là bọn họ chơi đùa quá vui, không nghe chuông điện thoại, quên mất thời gian. Quan hạo lê vội vàng an ủi mọi người. Ừ, lương chân chân nhíu mày. Mặc dù bác sĩ quan phỏng đoán rất tốt, nhưng lỡ như... Nếu như xảy ra chuyện gì, cô không dám tiếp tục suy nghĩ trong lòng cầu nguyện mọi người bình yên vô sự chỉ chốc lát sau cắt xuyến gọi điện tới giọng nói vội vàng nói đại khái những việc xảy ra thần thần và nhạc nhạc thấy người ta bán kẹo hồ lô nên làm ầm lên đòi ăn chẳng qua cô chỉ dặn cả hai ở yên một chỗ kết quả là khi cô đi mua kẹo trở về thì không thấy người đâu tìm một vòng xung quanh cũng không thấy bóng dáng cô sốt ruột đến muốn khóc sau khi nghe xong tim lương chân chân như rớt xuống lột bộp nắm tay ông xã cũng ngày càng gấp trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi bên trong khu vui chơi người đông nghìn nghịt khó tránh khỏi sẽ có vài người xấu ẩn nấp hạo lê cậu dẫn an an và ưu ưu đi xem băng ghi hình chúng ta phân hai nhóm đi tìm liên hệ bằng điện thoại đằng cận tư trầm giọng nói lúc này anh phải vững vàng bình tĩnh phân tích vấn đề quay đầu nhìn con trai an an con phải nghe lời chú lê coi chừng em ưu ưu chờ ba mẹ trở về vâng bà cứ yên tâm. An An hiểu biết nói. Đằng cận tư vui mừng sờ đầu con trai, sau này chắc chắn An An sẽ có thành tựu lớn. Ngồi nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút, thần thần và nhạc nhạc vẫn bặt tâm, không có tin tức. Lương chân chân nóng lòng sốt ruột, rất lo lắng cục cưng xảy ra chuyện. Ông xã, có thể nhạc nhạc hay không? Lương chân chân lo lắng hỏi. Sẽ không sao đâu, hãy tin anh, chắc chắn nhạc nhạc không có việc gì. Đằng cận tư cầm lấy tay bà xã Tiếp cho cô sức mạnh Anh đã gọi điện thoại cho người đi dò xét việc này Cũng điều tra rõ ràng gần đây Có nhóm người nào đáng ngờ Tiến vào thành phố C hay không Càng nghĩ cũng không nghĩ ra Có ai dám làm như vậy Bây giờ ngoại trừ việc lương chân chân Tin tưởng vào anh thì cũng không còn cách nào khác Ông xã là chỗ dựa vững chắc Giúp cô kiên cường mạnh mẽ Bất cứ lúc nào cũng có thể tín nhiệm dựa vào bốn người tìm một vòng cũng không thấy người đâu. Dọc đường còn hỏi không ít người. Đều nói rằng không nhìn thấy được người đàn ông khả nghi nào cưỡng ép ôm đi hai bé trai bé gái 4 tuổi cả. Quan Hạo Lê cũng gọi điện thoại tới, nói trong băng ghi hình cũng không có. Bên trong khu vui chơi, dường như máy quay camera rất ít. Thật phiến diện. Đều tại mình không tốt, mình không nên đi mua kẹo hồ lô làm cái gì. Cát xuyến tràn đầy nghẹn ngào tự trách. Bây giờ không phải là lúc tự trách mình, bạn nghĩ lại thật kỹ đi, lúc đó xung quanh có người đàn ông khả nghi nào xuất hiện hay không? Tiết Giai Ni xoa dịu, vỗ vào vai cô ấy. Không biết, mình không chú ý lắm. Cắt xuyến lắc đầu. Trong lòng đằng cận tư và lương chân chân cảm thấy điều không tốt. Chắc chắn người bắt cóc thần thần và nhạc nhạc cho rằng chúng là anh em sinh đôi. Vì vậy mà nhân lúc cắt xuyến không chú ý, cưỡng ép bắt lấy hai đứa nhỏ. Chỉ có một điểm đáng ngờ Thần Thần và Nhạc Nhạc không biết người đó tại sao lại nghe lời đi cùng kẻ đó. Điều này thật khiến người ta khó hiểu, chẳng lẽ bị hạ thuốc mê? Vào lúc mà mọi người đang chán nản tìm kiếm thì bỗng nhiên âm thanh lành lót của trẻ con vang lên sau lưng. "Mẹ, ba, sao mọi người lại ở đây?" Mọi người kinh hãi xoay người, phát hiện Nhạc Nhạc và Thần Thần, đầu tóc không tổn hao gì đứng ở đó, đi theo cùng với hai đứa còn có người phụ nữ khoảng 30 tuổi dắt một bé trai khoảng chừng 4 tuổi trong tay. Mẹ! Thần thần vội vàng vung chân chạy nhanh vào lòng mẹ. Dường như chân chân cũng tiến tới ôm chặt lấy con gái. Nhạc nhạc, con chạy đi đâu vậy? Hù chết mẹ rồi! Mắt nhạc nhạc mở to, nhìn mọi người một lượt. Trong lòng đại khái cũng hiểu, rất hiểu biết, ôm cổ của mẹ. Mẹ, đừng sợ, con không có đi lạc đâu. Nhìn thấy bọn nhỏ trở về bình yên vô sự, trong lòng vợ chồng đằng cận tư và cát xuyến cùng lúc thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá, chính là sợ bóng sợ gió mà thôi. Thì ra mọi việc là như thế này. Khi cát xuyến đi mua kẹo hồ lô, đúng lúc thần thần và nhạc nhạc gặp được bạn học chung tại nhà trẻ lượng lượng. Cậu bé muốn mời hai người ăn kem, sau đó ba bạn nhỏ đi cùng nhau đến siêu thị. Sau khi mua xong vài thứ trở lại chỗ cũ thì cát xuyến đã đi mất rồi đúng lúc mẹ của lượng lượng tới rất nhiệt tình mời hai đứa đi chơi cùng còn nói sẽ dẫn chúng đi tìm mẹ vì vậy mà chơi đùa mãi liền quên cả thời gian nếu không phải nhạc nhạc kiên trì muốn đi tìm mẹ đoán chừng giờ này còn đang chơi đùa thật xin lỗi là tôi nghĩ không đủ chu đáo khiến cho mọi người lo lắng rồi mẹ của lượng lượng nói xin lỗi không có việc gì là tốt rồi lương trên chân cảm khái nói mặc dù chỉ là sợ bóng sợ gió một lúc như vậy nhưng sự hào hứng vui chơi của mọi người cũng không còn nữa liền dẫn con mình về nhà trên xe lương chân chân lại dặn dò con gái nhạc nhạc chuyện vừa nãy mẹ không muốn sẽ xảy ra lần nữa lần sau nếu gặp được bạn học thì phải nói với mẹ một tiếng con có biết mọi người rất lo lắng không lỡ như bị người xấu lừa gạt bắt đi thì phải làm sao hả mẹ con xin lỗi con sẽ không như vậy nữa nhạc nhạc thật khôn khéo biết điều mím chặt môi nhỏ lại ừ. Thôi được rồi. Lương chân chân gật đầu, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt của con gái. Trong lòng tràn đầy tình cảm dịu dàng. Cô lại không thể nào chịu đựng được cái giá phải mất đi con gái. Sau khi cắt xuyến về nhà, ôm lấy con trai, dặn đi dặn lại nhiều lần. Chuyện vừa rồi khiến cô rất sợ hãi. Nếu chuyện này thật sự xảy ra, cả đời cô cũng sẽ bất an. Một tháng sau, tại nhà họ đằng xảy ra một sự kiện lớn, Đồ chứng thối đều do anh không tốt. Người ta nói đến kỳ an toàn thực sự cũng không an toàn, nhưng anh lại không nghe. Bây giờ thì tốt rồi. Lương chân chân nhìn que thử thai ở trong tay, tức giận khóc lớn. Đằng cận tư đành phải an ủi bà xã, nhưng trong lòng lại rất vui mừng. Mỗi ngày anh đều cầu nguyện trúng thưởng, cuối cùng cũng khiến anh đợi được. Ngoan, đừng khóc, nếu đã mang thai thì sinh thôi. An An và Nhạc Nhạc gần 5 tuổi rồi, sinh thêm em trai hoặc em gái cũng tốt mà tốt cái đầu anh ý anh đâu có sinh con nói nghe nhẹ nhàng thế lương chân chân bực mình trách móc trong lòng rất không cam lòng một trai một gái đã hoàn mỹ lắm rồi còn sinh cái gì mà sinh chứ bà xã xin bớt giận muốn đánh chửi đều tùy ý em hết miễn là em đừng có làm cục cương bị thương là được đằng cận tư dỗ dành ăn nói khép nép hu hu em ghét anh ghét anh cái đồ chết bầm lương chân chân khóc lớn giọng hơn nữa trốn ở bên ngoài nghe lén an an và nhạc nhạc liếc mắt nhìn nhau trong lòng cười thầm khi mà mẹ bị ba chơi xấu còn giống với trẻ con hơn cả chúng nữa đằng cận tư chỉ có thể ôm cô liên tục giải thích đúng là kiểu thê khó nuôi mà cuối cùng vẫn là do bà lão nhà họ đằng tự mình ra tay mới khiến mọi việc xong xuôi lương chân chân chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai cô vốn muốn lên kế hoạch mở phòng học múa giờ lại gặp phải trở ngại ngày đó khi ăn cơm chiều xong, nhạc nhạc theo thường lệ leo lên người mẹ nhưng bị ba giành trước một bước bế qua. nhạc nhạc ngoan trong bụng mẹ của em gái nhỏ, sau này con không được ngồi ở đó. khi nào lại có em gái vậy? tại sao con lại không biết? giọng nói nhạc nhạc non nớt đáng yêu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn ba. an an chỉ liếc qua bụng mẹ, trong mắt hiện lên một chút ngạc nhiên nhưng lập tức liền dừng dưng thà cậu lên mạng tìm câu trả lời còn hơn là khiến cho ba phải nói ra vẻ mặt lương chân chân tối đen bực mình liếc mắt nhìn ông xã giống như đang nói anh tự mà giải thích cho con gái của mình ách có một đêm nhân lúc mẹ ngủ say ba lén lút nhét búp bê vải vào bụng của mẹ sau đó thì em gái nhỏ liền ở trong đó đang cận tư nói dối thật khó khăn an an ngẩng đầu xem liếc mắt nhìn ba Thật là một lời nói dối kém chất lượng mà. Ba cho chúng nó là đứa nhỏ ba tuổi mà lừa chắc. Con và anh trai cũng sinh ra như vậy ư? Cùng lúc ba nhét tới hai đứa sao? Nhạc nhạc ngạc nhiên hỏi. Lương chân chân cố hết sức nín cười. Rất nhanh, ngón tay đã bấu vào da thịt của ông xã. Cô không muốn cười, nhưng không nhịn được mà. Bả vai run rẩy dữ dội. Sắc mặt đằng cận tư biến thành màu đen. Vấn đề này thật sự là quá khó để trả lời. Không còn sớm, đi ngủ thôi, được không? Anh chỉ có thể nói lảng sang chuyện khác. Đêm nay ba ngủ với con để ba khỏi phải nhét em bé vào bụng mẹ nữa. Tới khi đó lại có thêm nhiều em trai em gái thì làm sao? Nhạc nhạc bực mình lên tiếng, chọc cho mọi người ôm bụng cười ầm lên. Nhất là lương chân chân, xì một tiếng vui vẻ. Khóe miệng đằng cận thư mạnh mẽ co giật lại. Lời nói của con gái càng có lực sát thương mà không đối phó được. Khi đứa bé được 5 tháng tuổi, thai đạp rất rõ, lần này không có đi bệnh viện kiểm tra là trai hay gái. Lương chân chân hy vọng thuận theo tự nhiên, không muốn biết sớm. Không biết vì sao, mỗi ngày vào buổi tối, đúng 11 giờ liền làm ầm ý kịch liệt, ở trong bụng mẹ lộn nhào xoay quanh, chơi đùa vui vẻ hết sức. Thật là chứng thối nghịch ngợm mà, chỉ biết làm khổ mẹ thôi. Lương chân chân sờ vào sinh mệnh đang đạp ở trong bụng, dáng tươi cười, khóe môi cũng có chút cưng chiều. Mỗi ngày buổi tối, đang cận thư hết giờ làm việc đều về nhà, còn nghiêm túc đồng ý sẽ ở lại cùng với bà xã trong lúc dưỡng thai, nghe nhạc thư giãn hoặc kể chuyện xưa cho cái bụng của cô nghe. Ngay cả An An và nhạc nhạc cũng thường đến tụ hợp vui vẻ. Con hy vọng là một em trai, con có thể dẫn nó đi chơi khắp nơi. Con cũng hy vọng là em trai, em gái rất yếu ớt, không thể dẫn theo chơi đùa được. An An phát biểu quan điểm của mình anh hai đáng ghét là anh đang nói em phải không nhạc nhạc chống nạnh ngang ngược kiêu ngạo hai má phồng lên không có em lại giống bé trai hơn đấy an an trả lời thành thật cái gì mẹ anh hai bắt nạt con nhạc nhạc bực mình tìm mẹ cáo trạng như vậy mỗi ngày đều liên tiếp xảy ra cho đến khi đứa nhỏ được sinh ra thật sự là như anh trai và chị của cậu mong muốn cùng có được đứa em trai Đằng cận tư thì không vui lắm Anh muốn là con gái Vẫn đối xử tỏ ra như với con trai Kết quả lại là con trai Khó tránh khỏi việc không cam lòng Nhưng lại không có cách nào khác Đây là sự việc không thể nào thay đổi được Tính cách nhốn nháo không giống anh trai và chị gái chút nào Cậu bé rất thích cười Cũng thích làm mầm mỹ Không có một nửa thận trọng của anh trai Thấy ai cũng cười như Phật di lặc Lại còn thích được người đẹp ôm Vì thế Lương chân chân thực sự lo lắng sau này con trai nhỏ là công tử bột mà, thật phiền muộn. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi trọn vẹn bộ truyện đời làm vợ. Kênh Top chuyện hay sẽ liên tục đăng tải những video truyện mới của các bộ truyện đặc sắc, rất mong quý vị và các bạn ủng hộ bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video cũng như để lại bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bộ truyện tiếp theo.